Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bảng tổng sắp của ASEAN 19 tính đến ngày 20 tháng 9. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo liên quan đến bảng tổng sắp tại đây. Vậy là ngày thi đấu 19 tháng 9 của ASEAN 2023 đã khép lại với các nội dung tranh tài bao gồm môn và bộ môn, bóng chuyền bãi biển và cricket. Trong đó thì tính đến thời điểm hiện tại, ngày thi đấu đầu tiên chưa có một đoàn thể thao nào giành được huy chương. Cũng chính vì thế mà người hâm mộ thể thao đến từ Việt Nam đang đổ dồn sự chú ý của mình vào bộ môn bóng đá nam, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu lượt trận đầu tiên. Và sau đây thì chúng tôi cũng cập nhật đến với quý vị và các bạn kết quả của các trận đấu bộ môn bóng đá nam tại ngày thi đấu đầu tiên. Olympic Hàn Quốc có chiến thắng 9-0 đầy thuyết phục trước Olympic Kuwait. Indonesia có chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan. Đội tuyển chủ nhà Trung Quốc có chiến thắng đậm 5-1 trước đội tuyển Olympic Ấn Độ. Đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Iran đã hòa nhau với tỷ số 0 đều. Một đều đó chính là tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Olympic Thái Lan và Olympic Bahrain. Đội tuyển Olympic Bangladesh đã để thua 0-1 trước đội tuyển Olympic Myanmar, một đại diện đến từ Đông Nam Á. Cặp đấu giữa đội tuyển Olympic Triều Tiên và Đài Loan Trung Quốc đã khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về cho Triều Tiên. Đội tuyển Olympic Việt Nam có chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Olympic Mông Cổ. Với các tỷ số này thì chúng ta có bảng xếp hạng sau khi khép lại lượt đấu đầu tiên như sau. Tại bảng A thì hai đội bóng đều có được 3 điểm, đó chính là đội tuyển Olympic Trung Quốc và Myanmar, chia nhau vị trí số 1 và vị trí thứ 2. Hai đội bóng xếp ở vị trí thứ 3, thứ 4 lần lượt thuộc về Bangladesh và Ấn Độ. Hai đội chưa có điểm số nào sau lượt đấu đầu tiên. Tại bảng B thì Việt Nam có được 3 điểm nằm ở vị trí số 1. Ả Rập Xê Út và Iran đều có được 1 điểm sau trận hòa, xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Olympic Mông Cổ chưa có điểm số nào, xếp ở vị trí cuối cùng. Tại bảng C thì Uzbekistan và Hồng Kông Trung Quốc chưa thi đấu lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hai đội bóng này đã chắc suất đi tiếp do hai đội bóng cùng chung bảng C đã bỏ cuộc ngay trước thềm giải đấu. Chính vì thế mà hai đội tuyển này chỉ thi đấu lượt đi và lượt về để phân định ngôi nhất và nhì bảng. Tại bảng D thì chưa thi đấu lượt đấu đầu tiên, nơi có sự xuất hiện của Qatar, Palestine và Nhật Bản. Bảng E thì sau khi lượt đấu đầu tiên khép lại thì Hàn Quốc đã có được 3 điểm xếp ở vị trí số 1. Hai đội bóng đều có được 1 điểm là Bahrain và Thái Lan, chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3. Xếp ở vị trí cuối cùng là Kuwait, 0 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Tại bảng F thì Indonesia, đại diện đến từ Đông Nam Á đã xuất sắc nằm ở vị trí số 1 với 3 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 là Triều Tiên cũng có được 3 điểm. Hai đội bóng xếp ở vị trí cuối cùng là Kyrgyzstan và Đài Loan Trung Quốc, chưa có điểm số nào sau khi lượt đấu đầu tiên khép lại. Ở lượt đấu tiếp theo thì đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Olympic Iran, được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9. Và ở lượt đấu cuối thì thầy và trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu này trên lãnh thổ Việt Nam. Chính vì thế mà những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel này. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASEAN 19 nhanh nhất mà mỗi ngày tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!